Shop hàng Nhật để chào các bác. Hôm nay nhân tiện là tháo cái con phần lưng của con máy rửa bát Panasonic TR7. Ngày qua bác khách hàng đặt để em đắn lại một chút, cái tôn nó hơi bị móp một xíu xíu thôi cho nó đẹp hoàn hảo. Thì cũng tiện thể quay luôn cho các bác ở bên trong cái máy rửa bát Nhật. Đấy, ngoài cái vỏ ngoài bên ngoài của nó các bác nhìn như vậy, bên trong các bác nhìn xem mới tinh tinh luôn. Chị ạ. Gần như là mới như chưa sử dụng các bác nhé, mới như chưa sử dụng luôn ạ. Nhìn ạ. Yeah. Đây là cái khu vực, đây là cái motor của nó bác nhé, Panasonic này. Đấy. Mới đẹp long lanh luôn. Con máy này dám cam kết với các bác là gần như là rất ít sử dụng, gần như rất ít sử dụng các bác nhé. Đây, các bác nhìn này. Mới chưa, mới nguyên bản 100%. Yeah. Chưa han gì một tí nào luôn, con máy này gần như chưa sử dụng luôn, cực đẹp. Đây, các bác xem, trên là các bác mua máy rửa bát Nhật, các bác yên tâm hoàn toàn luôn đi. Kìa, bên ngoài nó có thể hơi móp méo một chút, hơi xước sát một chút, thích thì mình có thể sơn lại cái phần vỏ, nhưng mà bên trong của nó gần như không có con nào sửa chữa gì luôn, mới kính cong luôn, mới tinh luôn ạ. Như là các bác một cái máy mới các bác bóc hộp ra. Yeah, chất lượng cực tốt luôn. Đây các bác, nhìn ở bên trong này. Cực sạch, con này dám cam kết với các bác là gần như là chưa sử dụng luôn. Cực đẹp. Đây ạ. Cực mới nha các bác nhé. Đây là các bạn được chuyển nó đây. Thấy chưa? Gần như chưa có tí bẩn nào. Con này bên Nhật chắc là họ bỏ quên không sử dụng rồi. Bên trong con này cũng đẹp. Bên trong rất là mới. Qua mình đã lên sóng con này đấy, các bác là xem qua, các bác đặt hàng con này quá hợp lý luôn, đây, bên trong cực đẹp luôn, yeah. Như mới tinh, đẹp hơn cả những con TR8, TR9 em đã từng lên sóng, yeah. Không có gì để chê luôn, từ trong dây may so này cho đến gần như là chưa đốt, gần như chưa sử dụng các bác nhé, yeah. Quá đẹp, giòn như mới tinh. Đây, con này em bán cho một bác khách hàng ngày qua đã đặt rồi, nắn lại cho bác một tí vỏ cho nó đẹp hoàn hảo thôi. Đấy. Đấy các bác nhìn nhỉ, bên ngoài cái vỏ nó có thể nó hơi xước sát một chút, nhưng bên trong của nó thì cực đẹp. Các cái đồ máy Nhật này nhiệt nó không có sửa chữa gì các nhé, mà bọn em nhập về đến đây là cũng chỉ là vệ sinh thôi, cũng không có làm cái gì cả đâu. Quá mới luôn ạ. Đây các bác nhìn qua biết, cảm ơn các bác nhé.